Mai kỳ cục với ta. Bị cái gì mà like không có người xem. Chào chuột nhỏ, chào đừng hỏi bao, chào Hồ Hạnh, chào Dubai, chào Huệ Cà Mau, chào cả nhà. Thầy Thuận chào tam tiếng nha trời. Chào tất cả. Công nhận chào câu dính trên ha, chào tất cả. Xem phút sau để bàn tam bảo lung tung lộn xộn không theo thứ tự với anh, tại vì ông thầy ông thích sắp vậy các bạn ơi. Mình sắp rồi ông cũng sắp lại à. Bây giờ cái chuyện nhà cửa của ông là ông làm sao mình để y vậy đi bạn ơi, chứ giờ để gớ vô mất công ông buồn nữa. Cô gái dễ giận hờn lắm đó, thầy không siêu độ người chết là gì? Thầy nữa. Nhìn thấy thầy cười là nhắm hiếp mắt. Thầy vui thiệt. Em khoái thầy Tụng lắm. Phái thầy Tụng thì bữa nào mà cái đám quen á mình mới quay được bạn ơi, còn cái đám lạ không có dám vô quay đâu. Thầy đẹp trai. Ở Nha Măng à? Đúng rồi, ổng sinh ở Nha Măng, giờ ổng đang sống ở Tân Châu. Người ta nghe hỏi cô gái Nha Măng nè, người ta ta nói ông thầy ở Nha Măng hả kìa. Ôi là trời, đẹp gái quá. Nhìn thầy cười hai cái răng khểnh dễ thương quá à. Tưởng Nha Măng tôi gần cái tàu hạ. Thầy cu te quá. Đâu ngồi vậy? Ngồi vậy chứ. Nhân bài cứ mất công. Chưa được 2 phút nó nằm xuống nữa giờ. Thôi nằm chi, nằm gì được rồi. Tưởng thầy bị sao? Anh Phúc Toàn, thầy có bị gì đâu, ổng chỉ bị bệnh bệnh trong người thôi. Thầy nói nghe nè, bà Hồng mắc đau đúng đó. Ừ, bà coi ông sao bà nói nghe coi. Bà nói bị máu gì xung quanh á. Ừ. Hôm bữa đó nè,
bữa đó là đã muốn lên đồng lên bóng gì rồi đó mà đã có vậy ông Hy Toàn biết đâu ạ. Mà mới mà có lúc vui lúc không không vết tường sao có đốm đen hả? Sẽ bảo có lúc vui lúc lúc không mà. Ừ, không biết đâu bạn. Đốm đen đó là chắc ổng ăn gì cũng quẹt đó, chứ gì đâu mà đốm đen. Ông hai vô viên trong kìa, đen. Ở sao kìa. Đó, mấy cái đó là cái gì? Không biết sao mà chắc ông ăn rồi ông chùi nó chứ gì. Nó thiên cùng sao hai cái này giặt mới được. Về cái máy ăn cơm cũng còn hơn. Vừa được quy hiệu người tặng hạng 1. Cảm ơn bạn. Sao buồn dữ vậy ba ha? Buồn gì thì không có chuyện gì, nằm dưới buồn gì. Gửi lời mời mời. Có người ta muốn hỏi trực tiếp luôn. Mấy bạn hỏi gì thì mấy bạn hỏi đi rồi mình hỏi ổng cho rồi ổng trả lời cho mấy bạn nghe. Có thắc mắc gì về ông thầy đó. Tin ra để ông đòi hỏi nói chuyện với ông hoài ông Linh đây. Mới nói đừng nhắc ta bây giờ cái gì. Ông cũng mới nhắc rồi. Ông nhắc trước tôi mới nhắc sau. Ai vô nói chuyện với ông thầy coi trời. Alo chào cô Mừ. Chào anh ba 29. Sao ông không xuống? Đã ngày qua xuống lúc ba mấy ông đi mất tiêu rồi. Nay chiều ông mới đi tụng bạn ơi. Kệ để cho ông nằm đi bạn ơi. Ông ngồi chút xíu cũng nằm nữa. Bây giờ ông nói tuồng nào cũng biết phải không? Bây giờ tôi hát câu trong tuồng này ông thử ông biết không nghe. Ông thầy. Con Thuận ở nhà không? Dạ, dạ bà kiếm ai? Tôi kiếm Thuận. Nói có bà Hay Luân ở Sài Gòn lên kiếm rồi nọ. Dạ, ở đây không có con Thuận. Sao làm trực tiếp ngoài buồn mà biểu hỏi tụi nó. Chào. Bà gì? Cái đó là cái cải lương gì? Cải lương gì kịch hài hước chứ cải lương gì? Ồ, cái đó là trong tuồng cải lương đó. Không, cái đó là... Này à, cô không đi tụng hả? Chiều mới đi tụng bạn ơi. Giờ không đổi tên cho ông biết không này nghe. Giờ không có đổi tên. Nói cái tên của cái nhân vật đó luôn. Ông nói ông hay lắm phải không? Mà ông không biết là ông thua khán giả người ta biết rồi kìa. Khán giả người ta bình luận đúng cái tên này kìa. Có Hương ở nhà đó không? Dạ, giờ bà kiếm ai? Tôi kiếm Hương. Nói bà
bà Hai Lưng ở Sài Gòn lên kiếm đòi nợ. Bữa nào cũng phắn nó vào. Thấy không? Bởi vì tôi đổi tên cho ông quên mà. Đổi tên ông đâu biết đâu. Không biết đâu, nãy giờ tôi tính nói rồi đó. Bữa nào hương phấn đó. Ngồi vậy, bắt đầu cái nằm xuống. Cái ngồi vậy, cái nằm xuống làm hoài vậy đó. Kìa, người ta còn biết bà Hai Lưng nữa kìa. Bà Hai Lưng đòi nợ Mười Thuận. Còn tuần này cái tuần gì nha. Cũng như anh em là một kẻ ngày đêm trinh phạt trên yên ngựa, vào hiểm ra nguy chứ bao giờ kiếp sợ sợ bóng dưng. Chị chẳng trời ơi. Chào dương gì. Trời ơi. Nghe hoài nhàm. Còn tuần này anh Minh, anh khoan đi nè, anh hãy ở lại đây với em vài giây phút cuối, dù tình nghĩa của chúng ta nở. Nào ô bạch hải đường cái gì. Ôm vào ra nghe hoài. Còn cái này nè, cái bài, cái tuần này mới khó mà hình như ông chưa nghe luôn nè. Trên đường quảng sang xuống trường ngang, nhàn gió câu giá lạnh cơ hàng. Bao năm trời kính sự bốc nghiêng, chí nam nhi tan bồng. Không biết nè. Cái đó là tuần gì hết của con. Cơn ác mộng. Không, là không biết rồi. Mấy tuần trưa thì mới biết. Nè, bây giờ tôi nói ông nghe tới cái chuyện này là nó quan trọng. Chuyện gì? Từ đây tới tối nè, tôi đi tụng trong tổ ông Bảy về. Ông điện cho tôi rằng tôi liên lạc với ông cái vụ mà mở cái mã của ba. Mấy giờ điện? 6-7 giờ tối gì đó. Bây giờ 2 giờ rưỡi chuẩn bị đi rồi nè. Anh đâu biết là chuyện với ông ba ơi. Nha. 2 giờ rưỡi, 8 giờ rưỡi chuẩn bị. Tụng về sớm mà nghe điện của ông hậu luôn. Ta nếp mình với ngọn đá này đã lâu để chờ đợi một người mà ta đã hẹn trên bến Quỳnh xa như bụi đầu. Sự là chuyện biển đó bà. Nói để thôi, hôm nay ta điện không được đó. Chị ba mới điện đó. Alo Trang vậy ông thầy nè, có gì không? Cũng gì đó bạn ơi. Có cái gì không ông thầy nè? Nghe gọi sao alo hoài vậy? Ông điện với ai? Tôi đâu có điện. Xe 543 của ai vậy? Của ai biết đâu. Cái nhà có điện lần nữa đó. Alo. Có chi vậy? Mày nói gì? Chớp chớp tôi đi đám đó nghe. Ồ, ông Dương Văn Hậu. Giáp năm. Là không giáp năm chiều nay đúng không? Không, phải Dương Văn Hậu đâu, giờ này chạy Dương Văn Hậu đâu. Xả gậu rồi kiếp tôi làm gì nữa ba. Khơi nữa. Nhiều khi đám khác sao? Đừng có nói mấy người đó. Lo dù tấu nào điện dùng ở cái mã đi. Mấy giờ điện? 6-7 giờ, hiểu không? Rồi. Tôi tụng tới giờ đó tôi về rồi. Còn cái đám này nó nói gì kệ mọi người.
Miễn đựng đứt màn hình được ha. Ừ, còn nghe được đó. Có bị gì đâu, có bị gì đâu cha. Lo luôn mất mã, không lo. Đừng hát nữa ba ơi. Hát. Bây giờ tôi nói với ông là 2 giờ rưỡi là tôi chuẩn bị nè. Ừ. Nhớ nha. Ừ. Xuống nói lẹ lẹ tôi đi đám, tôi xuống hồ. Rồi đó cái tù này coi là ai này nha. Ừ. Lo luôn mất mã, lo cuộc đời mình đi đó làm sao chi. Xuống xuống thôi không cần. Hãy giữ chiếc nhẫn hột sòn 11 ly đó. Và nên nhớ rằng giữa tôi và ông chữ yêu thương ba hoài rồi được thay thế bằng 2 tiếng hận thù. Thôi về, ta kêu đón cái tuồng gì mà cứ nói gì hoài vậy cha. Ừ, mà ta không biết rồi báo đón gì ba. Vậy là cái ông không chưa nghe tuồng đó rồi. Chưa. Lĩnh chi nã. Chào Phật vô kính nói rồi. Phải không? Ừ. Có nghe phải không? Có. Bị chặt bàn tay. Nói nghe nè. Nói nghe nè. Gì? Không muốn nghe mấy tuồng. Muốn nghe mấy tuồng ông. Tuồng xưa hả? Nãy giờ là tôi nghe được rồi. Tuồng xưa hả? Thôi bây giờ mình lo chuẩn bị đi rồi chiều nay á. Ông Điển 3 giờ tụng viết gì vậy trời ơi. 2 giờ mấy rồi. Ừ, 2 giờ mấy. Ừ. Rồi giờ là chuẩn bị. Ừ. Ừ. Chẳng chiều nghe ông Điện là ông... Đi lên tổ 27 hả? Ờ, tụng cho sớm sớm đi chợ. Ừ. Vừa giờ mặc đồ đi. Thôi, tao còn tắm giữa, tao còn lu bu lâu lắm. Tắm rửa. Tắm rửa thì tắm đi, rồi tôi quay chút. Quay gì ba? Quay tắm. Không. Cháu nhớ điện nha ông còn. Vậy nay về sớm trời. Nè cha. Nè. Nè tặng cho gắn nè. Vô tắm đi, vô đi. Đây đây ông đi về ta mới về vững vàng được chứ không có gì. Trời ơi. Ông mới nhà ông đi tắm thằng ba mình vui nhiều. Ông tắm đi vô tao quay chút. Rồi về, về ba. Ừ, 7 giờ điện phải không? Ừ. Đó nó chuyện đại sự lắm. Nè. Kẻ nó quên nó đi qua nhà cũng chị Sơn kìa. Chỉ là ông bây giờ còn đứa gì?